Bài thơ Minh Tuệ Đạo Sư Bậc Chánh Đẳng Giác. Con kính đảnh lễ Ngài Minh Tuệ. Sinh năm Tân Dậu tuổi Gà, quê hương Nghệ Tĩnh, Lam Hà Hồng Sơn. Dòng đời cha mẹ chuyển cơn, gia lai quê mới Ảo Sờn dựng xây. Ông bà khai phá trồng cây, ba trai một gái đủ đầy trước sau. Lê Anh Tú học rất mau, đã vào binh ngũ nhóm màu Ảo Quân. Con trai Hiếu Thảo đơn thuần, học nghề trung cấp thẩm nhuần thiền môn. Đi làm địa chính tự tồn, tưởng rằng gia thất thịnh phồn như ai. Ất Mùi sinh mẹ thọ trai, sinh cha xuống tóc kết đài Ảo Lam. Vào chùa tâm Phật lãnh phàm, quyết tâm tu học A Hàm Phổ Môn. Mấy năm đạo lực vẫn chồn, rời chùa quyết bước pháp môn Đầu Đà. 6 năm đi khắp Ta Bà, vài vòng đất nước, con là công dân. Phẫn y mũi chỉ mai lần, nồi cơm khất thực xa gần nắng mưa. Ngày ăn một bữa trước trưa, tối ngồi nghĩa địa truyền thừa đạo xưa. Minh là sáng tựa ban trưa, tuệ là trí nhãn để cưa tham đồi. Thân như một kẻ đơn côi, ai ai cha mẹ con đều khiêm cung. Những khi đêm tối mịt mùng, núi cao hang đá rắn cùng ở chung. Chắp tay tụng niệm ý trùng, mọi người hạnh phúc tương phùng hữu duyên. Ngài Minh Tuệ không bị điên, cũng không ba trợn mà hiền như tiên. Ai chửi mắng Ngài vẫn hiền, cho gì con nhận chữ tiền thì không. Ngài dụ ngôn lắm kẻ trong, nếu ai có đánh cũng mong họ lành. Ngài nhìn dáng vẻ mong manh, nhưng tâm Ngài cứng như vành kim cương. Ngài luôn từ tốn kiên cường, ai theo cũng được con nhường Ảo đây. Thân con cũng sẵn cho này, tùy duyên con nguyện tháng ngày ngược xuôi. Xin người hãy tự dưỡng nuôi, giới kia của báu đừng lui chút nào. Định thường mới tuệ đổi trao, ba điều tiến quyết bước vào thiền môn. Con không giành giật bảo tồn, con không kêu gọi cầu hồn đốt hương. Con không đệ tử mười phương, con đây chỉ một bước đường khổ tu. Xin Phật độ mạng công phu, xin chùa đừng ngại kẻ tu Đầu Đà. Xin người đừng quá thiết tha, cho con tu học Bục Đà Thích Ca. Thánh nhân tái thế đồn xa, đồng bào ái mộ thiết tha đi cùng. Tăng đoàn tự lập ung dung, tạo ra hiện tượng cổ trung chưa từng. Bước chân nhựa nóng phừng phừng, miền Trung hè đỏ người từng đi qua. Nhưng nay dân chúng hoan ca, Ngài là Phật sống Thích Ca hiện tiền. Giáo hội phản ứng ngay liền, công văn hỏa tốc mọi miền Bắc Nam. Minh Tuệ không phải siêu phàm, không sư không sắc không hàm không tăng. Một ông tiến sĩ mắng rằng, nó thằng ba trợn bà lằng ăn xin. Đệ tử chớ dại mà tin, chỉ đây sư phụ mới kinh thuộc lầu. Sư kia hòa thượng mày cau, cái tụi ngoại đạo làm sao biết gì. Cúng dường móc túi nhanh đi, để sư làm sự cấp ký đầy thùng. Ngài Minh Tuệ vẫn ung dung, bởi Ngài không khởi tâm khùng như ai. Tại Ngài cũng chẳng đắng cay,
sân si đâu có mà đai nghiến gì. Ngài vẫn chân đất bước đi, đầu trần nắng cháy thần kỳ học tu. Đồng bào bừng tỉnh công phu, nhận ra chân giả không ngu mê lầm. Đất trời sóng dậy âm âm, ngay mùa Phật đản tối sầm mặt ai. Thầy tuệ lòng dạ thẳng ngay, miệng cười chân bước bóng dài nghĩa trang. Ngày qua dải đất Nghệ An, đi cầu Bến Thủy nắng chan núi Hồng. Kỳ Anh quê mẹ đợi trông, tăng đoàn tự phát dần đông không ngờ. Vạn người bên ngóng bên chờ, tranh nhau bố thí mịt mờ hừng đông. Hoành Sơn ngài ẩn hư không, Quang Bình khất thực những mong yên lành. Gió Lào Quảng Trị khô hanh, Nghĩa Trang bị cấm ngài đành đi đêm. La Vang đất Chúa im điềm, người dân thành kính đạo thêm trang hòa. Phong Điền đến Huế bao xa, mà dân nôn nóng nghĩ già đón non. Bởi đây sứ Phật hãy còn, mang danh nước tiếng nước non thanh bình. Anh ghé về thăm Huế, một chiều mưa bay bay, rồi anh đi biển biển để Huế nhớ Huế. Chiều hôm dân đứng tràn đầy, cầu tuần bỗng chốc bóng thầy mất tâm. Sông Hương tối nước lạnh căm, Huệ ơi anh thấy đạo tâm chẳng lành. Sáng ra lao dốc không phanh, dân tình miếu máu như cành xa cây. Hỏi trời có thấu có hay, thầy tôi đâu hỉ, bên này có không. Tháng tư 26 năm Rồng, tăng đoàn tan nát bể bồng Bắc Nam. Thầy tuệ kiếp nạn phải cam, xa rời đường cái lại làm dãy quan. Hàng triệu con Phật khóc than, như gà lạc mẹ, như đàn lạc chim. Như tranh phải dứt xa kìm, nỗi đau hụt hẫng khó chìm lòng nhân. Thầy ơi, ngài bục của dân, Hoằng Dương chánh pháp chẳng cần chùa to. Phấn y đẹp lại thơm tho, không như y lụa hay ho nổi gì. Thầy ơi, ngài bục một khi, nhưng ngài đã thấp đuốc đi muôn loài. Không chuông không mỏ chỉ nồi, vậy mà ngài đã muôn loài giáo tâm. Thầy ơi, ngài bục âm thầm, giáo hỏa dân chúng xa lầm đường mê. Ngài chê tiền bạc phú phê, vậy mà ngài diệt ô mê muôn loài. Tạ ơn ngài đã sáng soi, tri ân bậc thánh con noi gương lành. Đảnh lễ ngài chỉ qua tranh, mà bác chánh đạo tự hành trong tâm. Dù ngài ẩn tận xa xăm, hay ngài vắng bóng biệt tâm niết bàn, thì nay đã rõ đôi đàn, chánh tà mồng một, ma tăng hiện hình. Phật tử giờ quá thất kinh, nhận ra chân tánh của mình từ nay. Phật ngay ở tại lòng này, pháp nằm trong giới, định ngài tuệ sinh. Phật không ở tượng ở hình, Phật ở trong mình, ở chính ta đây. Tự tu đốt đuốc cao dày, bước theo chánh pháp gương thầy đạo sư. Xưa đức điều ngữ Phật từ, nay đức minh tuệ đạo sư độ đời. Công hạnh ngài ấy sáng ngời, Hoằng Dương chánh pháp đời đời khắc ghi.